Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Mạnh Hùng Vlog. Và trong clip ngày hôm nay đó, do là tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng, mình ở nhà thường xuyên. Nhà ấy thì mình hay có sở thích là đặt hàng đó, và đặt hàng thì hôm nay mình đặt rất là nhiều hàng luôn đó. Hôm nay mình sẽ làm cái clip mới để review cho tất cả các bạn xem là cái hàng mà đồ ăn mình đặt hôm nay nó như thế nào. Mình vừa mới đặt thôi, vừa mới nhận được hàng đó, mình làm luôn clip này cho các bạn xem luôn đó. Các bạn hãy cùng mình để mở xem cái hàng mà mình vừa đặt hôm nay này. Ở đây là cái hàng mình vừa đặt hai món hàng luôn. Mình sẽ mở luôn cho các bạn xem là hôm nay mình đặt món hàng gì, và mình sẽ thưởng thức luôn cho các bạn xem nhá. Ok, các bạn hãy cùng theo chân mình nhá. Khá là lâu rồi mình mới làm quay lại những clip review về những sản phẩm. Trước mình làm review thì mình làm về sân sale này các kiểu, nhưng mà lần này là mình review về đồ ăn nhé mọi người. Wow, mày thấy gì chưa? Ngoài mình rạch sâu quá thì nó tớt thủng luôn cái lớp vỏ của nó. Lát mình sẽ lấy băng dính mình dính lại để cho nó không bị ra ngoài. Ok, mình biết là gì, đây là hoa quả sấy này mày. Đấy, tránh nơi khô ráo khi mở túi. Wow, nhìn đã nhỉ. Rồi, mình sẽ để đây, mình sẽ mở nốt cái hàng này. Ok, đây là gì, đây là nho. Đấy, đây là nho khô mà 100% nho khô, nho sấy khô. Đây là nho. Đấy, đây là quả nho này. Rất là ngon. Ôi giời ơi, nha. Đây, giờ mình sẽ test thử các món này đây. Ok mọi người ạ, giờ đến giờ công đoạn mình sẽ test thử cái món hoa quả sấy đấy. Đây là hoa quả sấy mà nhiều loại hoa quả luôn, như mít này, chuối này và khoai lang này. Giờ mình sẽ test thử xem là nó ăn nó như thế nào nhé. Mở ra khui luôn hả? Oh. Mình thì như mọi người có thể thấy là đây là mít này, đây là món khoai lang tím đó, đây là chuối, rất là nhiều món thập cẩm ở đây luôn. Ở đây là xin xanh này, là mình nghĩ là mướp đắng đó, đây là mướp đắng mọi người. Giờ mình sẽ ăn thử xem là những cái món này nó có ngon hay không nha. Các bạn xem này, các bạn xem là đây là món thập cẩm có chuối này, có xoài này, khoai lang tím này và mít. Đây là món thập cẩm rất là ngon. Mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nhá. Các bạn xem này, mình nghĩ đây là chuối. Thôi để ăn thử xem là đây món gì. Nó giòn giòn, nó giòn dẻo. Đây là chuối, đúng rồi các bạn, đây là chuối khô, chuối sấy khô. Đây mình sẽ test thử này cho các bạn xem miếng này to này. Đấy, đây là mít nhá, nhìn sơ qua mình biết là đây là muối của mít. Wow, mít cảm thấy rất là ngon, rất là giòn, nó giòn ăn nó tan luôn á. Còn cái tím tím này mà mình xem, đây là khoai lang tím nhá. Đó, mình sẽ ăn thử khoai lang luôn. Hmm.
cứng quá. Khoai lang là nó không ngọt lắm, nó cảm giác như là, nhưng mà mình ăn tinh bột đấy, mình không biết diễn tả như nào, nhưng mà cảm giác nó chỉ vẫn ngọt nhưng mà nó vừa không quá. Thật ra là mình thích ăn mít với chuối hơn đấy, đây là mít này, rất là ngon. Đây là ăn mít, mít rất là ngọt mà nó giòn. Mình thấy cái này rất là lạ nhá. Đây mình không biết là cái gì. Ăn thừa. Mình không cảm nhận ở đây là vị gì, nó gần như là vị chuối. Ở đây nó là hoa quả sấy khô thập cẩm nên là nó rất là nhiều vị khác nhau, nhiều hoa quả khác nhau cùng chung ở đây cả. Nên rất là dẻo. Mình tìm xem có xoài sấy không. Đây các bạn, đây là miếng xoài này. Đây là miếng xoài sấy này. Mình sẽ ăn thử xoài nữa nhé. Uầy, cảm giác ăn xoài khá là ngon, rất ngon luôn đấy. Nó vị ngọt, vịt ngọt với lại sấy khô ấy rất là ngon. Đó. Tiếp theo là mình sẽ mở tiếp cái nho khô này nhá mọi người nhá. Mình ăn hoa quả sấy này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ test thử nho khô luôn. Mình sẽ thử thêm cái nho khô này. Rồi. Mình sẽ đổ ra. Nhìn màu sắc của nó này, đậm, rất là đen, đen bóng luôn, màu đỏ. Đó, màu này là màu cũng nho khô mọi người, thấy không? Nhìn nó rất là ngon. Giờ mình sẽ ăn thử miếng nho này nhé. Rất ngon luôn, đậm vị của nho luôn đấy. Cho người xem này, người xem cận cảnh nho. Đây là quả nho sấy khô này, mình sẽ ăn luôn nhá. Rất là ngọt, nho này rất là ngọt luôn. Cái mùi vị của nó với lại độ ngọt thì nó giữ được luôn vì nó sấy khô mà, rất là ngon. Nó ngọt hơn là tất cả món ở bên này. Đó, bên này là nó ngọt vừa vừa, nhưng mà cái này ngọt đậm luôn đấy. Mình ăn vào mình cảm thấy là vị của nó rất là ngon. Khi làm nhiều người ăn nho ấy thì sẽ nghiện mà, nghiện ăn ấy. Ngày trước là mình rất là thích ăn nho, nhưng mà bây giờ mình có dịp thì mình sẽ mua ăn lại, mình cảm thấy rất là ngon. Cảm giác khi mình ăn nho ấy, nó như ăn ô mai. Cảm giác như mình ăn ô mai rất là ngọt, rất là ngon. Mình sẽ ăn kết hợp cả hai món. Đây là chuối nho, sẽ ăn chung với nhau xem nó cảm giác nó như thế nào nhá. À, đây là chuối nho này. Vị của nó rất là, vị của nó là khó tả lắm, nó ra một cái vị khác mà cảm nó ngọt đều hơn
nó ngọt và ăn nó dễ nuốt hơn. Mình vẫn no rất là to. Ăn nó mềm mềm dẻo dẻo, giòn giòn. Nhưng mà nó rất là dẻo nhá, nó ngon lắm. Mày các bạn xem này, các bạn xem cận cảnh nho này. Bạn nhìn nó. Riêng quả nho bé bé này thôi ăn rất là ngon rồi. Ok, xong một hồi mình ăn uống no nê rồi đó. Đến bây giờ là mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối clip của mình. Nếu mà mọi người nào thấy clip của mình hay thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh, và chia sẻ cho mọi người cũng biết đến kênh của mình nhiều hơn nữa đó. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.